Năm 2022, ngoài việc công chiếu Kamen Rider Kids, chúng ta cũng còn một rider khác được tiên tri sẽ xuất hiện trong series Kamen Rider Zio. Sau cuộc hành trình của Zio gặp những vị tiền bối rider, chương thứ 2, Sogo đã có điềm báo. Ngày mà ngôi sao Regulus tỏa sáng, anh đã có những giấc mơ dự đoán về sự xuất hiện của những rider đến từ tương lai. Trong số đó, 2022 sẽ là năm xuất hiện của Kamen Rider Shinobi. Và thật tình cờ, Kamen Rider Tycoon cũng có một mảnh bất ngờ với sức mạnh của ninja. Vậy liệu họ có thể gặp nhau hay không? Chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay, cũng như form được nhắc tới trong series này, Kamen Rider Tycoon Shinobi Bukko. Tại thế giới của Shinobi, dẫn đầu cho đám ninja bóng tối là kẻ mang tên Hiro. Hắn ta tiếp quản công ty Konjo và muốn thống trị toàn bộ thế giới. Trong cuộc chiến giải cứu cô em gái của mình, Kamen Rider Shinobi đã mất hoàn toàn nguồn năng lượng để trở thành Rider. Anh không còn khả năng chiến đấu và suýt bị tên Hiro tiễn về miền cực lạc. Cảm thấy Shinobi cũng chẳng còn giá trị gì, tên Hiro như bao phản diện khác đã bỏ anh lại. Quay trở lại căn cứ của hắn, tại đây hắn đã thu thập được tất cả những sức mạnh từ toàn bộ ninja trên khắp lục địa và hắn muốn bành trướng sức mạnh để thống trị thế giới. Cách tốt nhất là thu thập sức mạnh ninja từ khắp các thế giới khác nhau, triệu tập những Kamen Rider ninja khác đến thế giới của hắn và lấy cắp sức mạnh của họ. Trong số đó, tất nhiên là có hai chị em nhà Sakurai, Keiwa và chị Sara của anh ấy. Bối rối khi tới thế giới hoàn toàn mới, do nắm giữ Desire Driver, Sara đã bị đám ninja bóng tối nhầm tưởng là Kamen Rider Tycoon. Tycoon lúc này cũng được tổ chức nhận giả, cung cấp cho thông tin tình hình của thế giới, cũng như những thế lực đang nhắm vào anh. Trong quá trình khổ luyện cùng với Shinobi, Tycoon đã có rất nhiều cuộc tâm sự với anh, và hiện tại cả hai đều mất đi sức mạnh và mục đích cuối cùng của họ là giải thoát hai người thân yêu của mình đang nằm trong tay của tên Hiro. Cả hai đã lập một kế hoạch lao thẳng vào căn cứ của đám ninja bóng tối. Tycoon mặc dù đã có được sức mạnh từ ninja Bukko, ăn hành lên bờ xuống ruộng và truyền phần động lực lại cho Rentaro, Kamen Rider Shinobi, tinh thần dâng cao và nguồn sức mạnh ninja tuôn trào trong cơ thể của anh ta đã khôi phục lại sức mạnh của Kamen Rider Shinobi. Chiếc shuriken của Shinobi đã cộng hưởng với Keiwa và cho nấy sức mạnh của Shinobi Bukko chuyển hóa thành một hình dạng có thể gọi là Another Tycoon hay chăng. Vẫn giữ nguyên sức mạnh từ Core ID là tông màu xanh lá chủ đạo của Tycoon, phần trên được thay đổi dựa trên chiếc Shinobi Bukko, thêm một biểu tượng chữ X trên trán của Tycoon. Shinobi Bukko này tất nhiên cũng là vũ khí tái chế, do nó chỉ xuất hiện đúng một tập phim. Nó được lấy trực tiếp từ Armor Shinobi của Kamen Rider Warp. Tông màu chỉ được sửa sang lại một chút, cả trở thành tông màu tím, bỏ đi những phần vải quấn thừa thải, chỉ giữ lại duy nhất phần vải quấn quanh cổ của bản thân. Tycoon cũng được điểm tô thêm hai phần giáp trên tai của mình để trông có vẻ khác biệt. Thêm vào đó là phần miệng của nấy được lấy từ Bukko Zombie. Vũ khí chính ở hình dạng này, hai cặp kunai, khả năng linh hoạt cũng như tấn công bằng sức mạnh của ninja vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ nó chỉ thay đổi thành hình dạng Shinobi. Anh đã kích hoạt được rất nhiều đòn tất sát để thể hiện rõ sức mạnh của mình. Năng lực đầu tiên thể hiện của đòn tất sát là Shinobi Strike. Anh phân thân ra hàng loạt chiếc bóng ảo, tấn công kẻ thù cũng như phóng ra tia sét tím từ bàn tay của mình nhằm hạ gục kẻ thù, nhưng đáng tiếc người gục lại chính là anh. Những chiêu thức kế tiếp anh sử dụng là chiêu thức phối hợp cùng với Shinobi, sử dụng những nhát chém va chạm với nhau tạo ra những luồng kiếm khí phản lại tấn công vào người kẻ thù. Trong khoảnh khắc này, anh đã thức tỉnh được sức mạnh thật sự từ ninja, cũng như kích hoạt được đòn tất sát cuối cùng là Shinobi Strike, nhưng ở hình dạng là cú Rider Kick. Anh bao phủ đôi chân của mình bằng sức mạnh gió lốc màu tím, Rider Kick vào kẻ thù, để lại ký tự nhẫn giả sau khi kết liễu kẻ thù.